Bác Phạm Thị Quế, 77 tuổi Hà Nội, lâu nay luôn sống trong cảnh mắt nhìn mờ nhòe, khó quan sát mọi vật xung quanh. Nhiều khi bác muốn chăm sóc cho con cháu mà đành bất lực vì mắt đã quá kém. Bác Quế có một ước mơ là đôi mắt sáng rõ trở lại để không chỉ chăm sóc tốt cho con cháu mà còn có thể tự chăm lo cho bản thân. Quyết tâm thực hiện hóa ước mơ đó, bác Quế đã tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI để thăm khám và điều trị. Tại TCI, bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Loan, phó khoa khám bệnh phụ trách chuyên khoa mắt, là người trực tiếp kiểm tra và chẩn đoán các bệnh về mắt. Kết quả cho thấy mắt bác Quế bị đục thủy tinh thể độ 3 ở cả hai mắt, kèm bong dịch kính sau và khô mắt. Thị lực trước mổ đếm ngón tay chỉ là 1,5m, bác được chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco. Khi lựa chọn phương pháp mổ đục thủy tinh thể phaco tại Thu Cúc TCI, bệnh nhân sẽ được chỉ những bác sĩ nhãn khoa đầu ngành với hơn 30 năm kinh nghiệm trực tiếp thăm khám và phẫu thuật. Quá trình mổ nhanh chóng chỉ từ 15 đến 20 phút, hơn nữa rất nhẹ nhàng, không hề thấy đau, không để lại sẹo, rất an toàn với thể trạng người cao tuổi, mắt sáng rõ tức thì và có thể xuất viện ngay trong ngày. Kết quả sau phẫu thuật, mắt bác Quế đạt thị lực tốt, nhìn sáng và rõ hơn hẳn, bác không còn thấy mắt mờ, lóa, khó chịu như trước nữa. Cuối cùng, giấc mơ đôi mắt sáng trở lại của bác Quế cũng thành hiện thực. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, nhiệt tình tận tâm, chắc chắn sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho người bệnh tới thăm khám và điều trị.